Vâng, chào tất cả các bác. Thì em về được 3 bộ mixer. Thì những giờ những bộ mixer này càng ngày càng khan các bác. Nên đợt này về chỉ có 3 bộ SM58 thôi. Đây là những bộ mixer mà các bác thường thấy trên những diễn đàn lớn và những live show lớn được sử dụng. Và các bác sẽ thấy những cái video bác Phạm Nhật Vượng vẫn sử dụng cái bộ mic này để nói chuyện và công việc, và những ca sĩ hải ngoại đều sử dụng mic này. Mixer là gọi là đẳng cấp thế giới rồi quá, nó hát cực kỳ hay rồi. Nói đồng mixer những dòng SM58 thì hát rất là nhiều nha, tiếng thì triệt âm rất là tốt. Cái hay của dòng mixing của Sure thì nó gọi là triệt âm rất là hay, mà những mic thị trường không có được. Hay là ba bộ đó, bác lấy bộ hai tay thì có cái bát gắn chung vào nha các bác, gắn chung vào và nó có qua hai bên. Cứ lấy hai bộ hai tay thì gấp hai giá tiền lên. Một bộ như thế này là bao gồm phụ kiện, như là đầy đủ hết các phụ kiện, các bác chỉ việc về cắm vào vang hay là cắm vào âm ly là xài thôi. Và kèm một bộ pin sạc cho các bác nữa là giá 8.400.000, 8.400.000 nha các bác. Đầy đủ phụ kiện, có một bộ pin sạc luôn là 8.400.000. Hàng là hàng đấu về hàng đẹp không nha các bác, đẹp xuất sắc hết nha. Đấy, SM58 đây cũng vậy, hàng Mexico nha các bác. Nhưng đợt này được về được bộ dây nguồn là 4 cầu điện này, rất là tiện các bác này, 4 cầu nha, 100 đến 240 V, các bác có thể sử dụng điện đa cầu điện, điện nào cũng được nha. Hai bác nào mà đang cần những bộ mic cao cấp như Mixua OLX-B4SM58 này thì alo cho em nha. Có 3 bộ về được 3 bộ. 8.400.000 bao gồm phí ship, bán được chuyển khoản đủ thì em bớt 200.000 là còn 8.200.000 nha. Những bộ mic bãi đấu bay về thì nó là hàng Mexico hết nha các bác. Made in Mexico. Nhưng mà được cái là về được những cái bộ adapter nguồn, nó là 4 cầu điện. Nhìn rất là tiện các bác chơi. Nói chung là về trúng đợt nào thì các bác mình mua thôi, chứ nhiều đa số có lúc thì về những bộ một cầu điện 120 trên 100 đến 120, về đây ba bộ này là 100 đến 240, nên là mình kém được điện 220 nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Em làm video này giới thiệu ba bộ mixer. Bác nào mình có nhu cầu và đang cần những bộ mix cao cấp xịn sò thì để trải nghiệm và giải trí gia đình thì alo cho em qua số điện thoại này. Đã chơi những dòng này gọi là hết số rồi các bác. Khi đó mình không cần nghĩ ngợi tới mic nữa các bác. Còn mình đã sử dụng những mic 2-3 triệu, những bộ mic thông dụng thị trường thì các bác cứ suy nghĩ tới mic hoài. Hàng cứ thay đổi liên tục 2-3 lần và các bạn bộ đây cho các bác. Ví dụ như các bác mua bộ mic ra thị trường, mic gọi là hàng mới, giá rẻ đó, 3 triệu đi, các bác xài vài tháng đó, nó các bác lại nâng cấp thêm một cái nữa, mua 3 lần vậy là bằng một cái này rồi. Và trong khi đó mình hát không được sướng, không được hay, không được đẳng cấp, còn xài cái này là xài gọi là thiên thu luôn bác. Sướng, hát ngon, để trong phòng rất là đẳng cấp nữa. Rồi thì em nói vậy thôi, thì bác nào mình có nhà ý thì cứ liên hệ cho em nha, qua số điện thoại này nha, 0978338314. Cọc tiền thì cọc bộ 2 triệu cho lên em ship hàng, còn chuyển khoản đổi bớt 200 là còn 8.200.000 nha. Cọc tiền thì cọc 1 triệu cho lên thì vẫn là giá 84 bao gồm phí ship.